Chào mừng các anh em đã đến với Window Viva. Hôm nay mình dẫn anh em đi vượt qua một cái cung đường ở phía đông bắc của Tổ quốc Việt Nam thân yêu chúng ta. Đó là cung đường đến Hải Chi Lăng, Lạng Sơn các bạn nhé. Hiện tại thì chúng ta đang cách Hải Chi Lăng khoảng 20 cây số nữa thôi. Đấy, các bạn thấy khung cảnh ở đây thế nào? Hôm nay trời nắng đẹp, trong xanh, khí hậu rất là tuyệt vời cho những chuyến đi các bạn ạ. Xa xa kia là những cái dãy núi trùng điệp tạo nên cái quang cảnh hùng vĩ, ấn tượng và đặc sắc nhất nơi đây. Mỗi lần mình đi qua cung đường này đều có những cảm xúc riêng, cảm thấy nó rất là đẹp, rất là yêu cái không khí nơi này. Mình đã trải nghiệm Window V3 này được khoảng 600, hơn 600 km thì mình đã đánh giá thấy là đây là một cái xe có cái khả năng vận hành và chúng ta đi tour đường dài rất là tốt, cho chúng ta cái cảm nhận là lái rất là đậm chắc, ổn định, rất là yên tâm. Đấy, các bạn vừa nhìn thấy là một chiếc Window V2. Xe này thì đi xăng thì cũng khá là tiết kiệm. Bình thường các bạn đổ đầy bình, các bạn đổ đầy bình với cái giá xăng hiện nay là rơi vào khoảng hơn 100 nghìn, khoảng 110 nghìn là đầy bình, thì các bạn có thể đi được khoảng 230 cho đến 240 km các bạn nhé, trong cái tour đường dài. Như vậy thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Window V3 này mình thấy là khá là ấn tượng. Nó có lẽ là nó là một trong những chiếc xe trong cái phân khúc 150 có cái khả năng tiêu hao nhiên liệu ít nhất và cho cái cảm nhận lái đường dài tốt nhất. Các bạn nhìn thấy đây cảnh đẹp không? Sắp tới là đến hình như là sắp đến Hải Chi Lăng rồi các bạn ạ. Hải Chi Lăng ngay chỗ cái dãy núi trước mặt các bạn nhé. Đây là cái đường quốc lộ 1A mới. Bên trong này là một cái đường quốc lộ 1A một cũ và nó sẽ đi qua một cái Hải Chi Lăng cũ ngày xưa. Đấy, đi qua cái con đường quốc lộ 1A cũ ngày xưa, nó sẽ hẹp hơn và đường đi nó sẽ khó hơn và khúc khuỷu hơn. Hiện tại thì ở bên đường này đấy cũng có một tuyến đường cao tốc mới hơn, thì nó cho cái thời gian vận hành di chuyển từ Lạng Sơn xuống Hà Nội nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đây các bạn thấy, đây là Hải Chi Lăng các bạn nhìn nhá. Thế này là có những cái biển quảng cáo về cái đặc sản là na ở Chi Lăng các bạn ạ. Đây là Lý Ải này các bạn nhé, nhìn thấy chưa, thật ra kia là núi Bắt Quỷ kìa. Đó, wow, đẹp quá các bạn ơi. Mỗi lần là mình đi qua đây cảm nhận nó rất là tuyệt vời. Đấy các bạn nhìn này, cây rồi núi được kết hợp lại tạo nên một cái bức tranh nó giống như là hùng vĩ của thiên nhiên. Hiện tại thì mình đã chạy road bike máy khoảng 600 km và mình cũng đã thay nhớt đầu tiên. Trong cái mức 500 km mình đã thay một chai nhớt hãng màu đen giá 315.000. Thì sắp tới có lẽ là mình sẽ chạy khoảng 1.000 cây nữa thì mình sẽ tiếp tục mình thay để road bike máy cho nó kỹ các bạn ạ. Thì mình cũng đã quay lại cái video mình thay dầu máy rồi, thì mình chạy khá là kỹ cho nên là cái dầu máy nó cũng còn khá là đẹp, màu nó cũng được, nó vẫn còn màu, vẫn còn còn đẹp. Đấy, ở một số anh em chạy khá là gấp đấy, thì 500 km đầu tiên đấy
thường là bị cháy cái bô ly hộp đó, và những cái cặn mà bị cháy đó sẽ hòa quyện lại với cái nhớt, và nó sẽ tạo cho cái dầu nhớt của chúng ta có cái màu đen đấy. Cho nên là khi các bạn chạy con tay, các bạn thật sự lưu ý là chạy làm sao cho đúng cách và tránh trường hợp là chúng ta già côn nhiều. Có như vậy thì xe các bạn nó sẽ bền bỉ và vận hành ổn định được các bạn nhé. Wow, đẹp quá trời các bạn ơi, tuyệt vời. Thì chỉ còn là kiếm thêm cô người yêu nữa đi cùng là tuyệt vời các bạn ạ. Đây, những cái chiếc xe chở hàng từ cửa khẩu Tân Thanh đấy, đi xuống dưới để bốc hàng về rồi lại xuất khẩu lên. Trên đường chạy khá là nhiều rồi, thỉnh thoảng gặp mấy anh em mua Windows V3 về chơi. Ở cái bản Windows V3 này thì mình thấy về cái thiết kế thì Honda đã có cái sự hoàn thiện hơn rất là nhiều so với bản V2. Thì anh em đánh giá thì bản V2 có vẻ đẹp hơn, nhưng mà theo cá nhân mình thì mình thấy Windows V3 nó đã có cái sự thanh thoát, có những cái sự gọn gàng đúng chỗ để tạo cho cái tổng thể của Winner nó đẹp hơn, nó thể thao hơn, nó mạnh mẽ hơn. Đấy các bạn thấy tuyệt vời cơ, những cái cung đường này quá tuyệt vời luôn. Đấy, dãy núi trùng điệp, rồi là cánh đồng. Là nó hơi kêu rè rè các bạn ạ. Và cái thứ tiếp theo nữa là
được điểm winner thì mình thấy là có lẽ là cần sửa thêm ở những cái nhược điểm đó thôi. Còn tất cả các cái chức năng còn lại, các cái thiết kế thì mình thấy Windows V3 này là ok các bạn nhé. Đi qua đèo Sài Hồ là các bạn có thể ngắm những cái cảnh đẹp ở đấy tuyệt vời luôn các bạn.